Hà xin kính chào quý vị khán giả Đài SPTN. Minh Hà xin mời quý vị trở lại với chương trình Để Sống Hạnh Phúc do Minh Hà và anh Tường Thắng phụ trách. Hôm nay thì anh Tường Thắng bận nên Minh Hà phụ trách chương trình. Và chương trình Để Sống Hạnh Phúc thì như quý vị đã biết rồi, đó là mình nói về các vấn đề tâm lý, xã hội. Và hôm nay thì Minh Hà rất hân hạnh đã mời được hai vị khách, đó là anh William Chánh Trần và chị Thư Hà. Hai vị khách này đại diện cho hội Asian Americans Advancing Justice in Southern California, tức là hội phát huy công lý dành cho người Mỹ gốc Việt ở miền Nam California. Và hội này thì cũng là cái có, nếu mà quý vị ở các tiểu bang khác không phải là ở miền Nam California đó thì có cần hỏi gì thì cũng gọi lại được, tại vì hội có những cái network, những có thể giới thiệu quý vị đến những cái tổ chức khác ở khắp nơi trên nước Mỹ. Thì bây giờ Minh Hà xin chào anh William Chánh Trần và chị Thư Hà, và Minh Hà xin mời anh và chị gửi lời chào đến quý vị khán giả của SPTN, cũng như nói về hội Advancing Justice và nói về các dịch vụ miễn phí của hội và công việc của anh và chị. Dạ, xin mời. Vâng, trước hết William Chánh Trần xin gửi lời chào đến quý khán giả xem đài, và đặc biệt những quý khán giả tại vùng Orange County và miền Nam California. Thì William phụ trách về vấn đề là cầu nối giữa tổ chức Hiệp hội Phát huy Công lý cho người Mỹ gốc Á, mà tiếng Anh gọi là Asian American Advancing Justice, mà chúng ta thường gọi tắt là AJSOCAL. Và hôm nay người cùng là một đồng nghiệp của William lên để trình bày cái đề tài nói về vấn đề chống thù ghét và phân biệt đối xử, là một đề tài rất hot hiện nay. Xin mời Thư giới thiệu đến quý khán giả đang xem đài. Cảm ơn chị Minh Hà, cảm ơn anh Chánh đã giới thiệu Thư. Và xin chào quý vị đang xem đài SPTN. Tôi là Hà Phương Thư, hiện tại là chuyên viên pháp lý và cũng là trưởng nhóm bảo vệ gia cư ở Hiệp hội Phát huy Công lý cho người Mỹ gốc Á miền Nam California, AJSOCAL. Hôm nay tôi rất hân hạnh được hội chuyện cùng quý vị và chia sẻ những cái thông tin cũng như là những cái trợ giúp mà AJSOCAL có thể cung cấp cho cộng đồng. Vâng. Thì William muốn giới thiệu với quý vị, nếu quý vị đang xem chương trình thì trên màn hình quý vị sẽ thấy cái số điện thoại và cái trang website. Thì vì vấn đề thời gian không cho phép, quý vị có thể dùng cái cell phone hoặc lấy cây viết ghi lại cái trang website và số điện thoại, cái đó là số hotline tiếng Việt. Thì William xin dành ít phút để giới thiệu với quý khán giả là AJSOCAL là một tổ chức phi lợi nhuận và có trụ sở văn phòng tại Los Angeles và quận Cam. Thì AJSOCAL cung cấp những cái dịch vụ, nhiều dịch vụ mà liên quan đến pháp lý, như là trợ giúp khẩn cấp những cái trường hợp mà quý vị đang gặp phải vướng về vấn đề pháp lý và cần tư vấn, và về luật gia đình, bạo hành gia đình, về nhập tịch di trú và bảo vệ gia cư là một phần nữa, lát cô Thư sẽ nói phần này. Và đặc biệt quý đang muốn nhấn mạnh là hôm nay lên nói về vấn đề tài chống thù ghét và phân biệt đối xử, mà gọi tắt là AAD, đó là chương trình mới của AJSOCAL đã triển khai và mong muốn cho cung cấp những thông tin có lợi cho quý vị. Thì thứ nhất nếu quý vị xem trên màn hình thì thấy hiện nay cái vấn đề mà chống thù ghét và phân biệt đối xử rộ lên rất nhiều, không phải trên tại California, tại quận Cam, mà trên toàn Hoa Kỳ. Và đặc biệt đang xảy ra vấn đề chiến tranh mà giữa đất nước Do Thái, thì vấn đề thù ghét, phân biệt chủng tộc nổ ra rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi lên đây muốn trình bày với quý vị để cho quý vị hiểu biết thêm về vấn đề này và làm thế nào để phòng ngừa những trường hợp thù ghét xảy ra, hay là để tự bảo vệ mình khi có trường hợp thù ghét xảy ra. Thì trong vấn đề mà phân biệt đối xử và thù ghét á, tội phạm thù ghét, có hai cái vấn đề mà muốn nêu rõ là vấn đề phân biệt giữa thù ghét và tội phạm thù ghét. Thì mọi người hơi bị hiểu nhầm á, thì phân biệt về vấn đề mà thù ghét là bằng lời nói, bằng hành động nhưng mà chưa gây hại đến cái tài sản hay bản thân của một cái người nạn nhân. Nhưng mà tội phạm thù ghét và được xem là một tội phạm, đặc biệt tại California họ có những cái đạo luật bảo vệ nạn nhân, và
có thể truy tố cái người mà gây nguy hại đến cái người khác, và cái đó được xem là tội phạm thù ghét, là những cái hành động mà đe dọa đến tính mạng hoặc tài sản nên được xem là tội phạm thù ghét. Thì hôm nay William muốn lên để nhấn mạnh với cộng đồng, thứ nhất là giới thiệu cho quý vị biết về tổ chức Echisocao là một tổ chức mà có thể giúp quý vị để khi quý vị bị ức hiếp, bị tấn công do cái hành động tội phạm thù ghét thì quý vị sẽ được giúp đỡ, và muốn nêu lên quý vị phải lên tiếng khi quý vị làm nạn nhân của tội phạm thù ghét. Dạ, thì anh William Chánh cho anh hỏi, tức là anh có thể cho ví dụ, vài ví dụ là cái thù ghét, là ví dụ về cái thù ghét và ví dụ về những cái hành động tội phạm thù ghét đó anh. Ví dụ về vấn đề mà vụ thù ghét, có nghĩa là chưa gây đến nguy hại á, là họ dùng những cái lời nói, họ gọi tên mình, họ gọi tên mình, thí dụ họ dựa theo mình là người gốc châu Á, người gốc người da màu, thì họ gọi tên, họ nhục mạ mình. Hay là họ phát những cái tài liệu mà giống như là nhục mạ về cái ngôn ngữ của mình. Thí dụ mình là người ở mới đặt chân lên Hoa Kỳ, mình không có rành tiếng Anh, mình nói cái ngôn ngữ mình gọi là bị accent á, thì người ta nhục mạ những cái lời nói của mình, nhưng mà chưa gây đến nguy hại đến tính mạng tài sản của mình. Nhưng mà nếu mình không chặn cái vấn đề mà hành vi thù ghét á, sẽ đưa ra đến tội phạm thù ghét, có nghĩa là sau khi họ tấn công mình bằng những lời nói thì cái vấn đề mà sự việc nó trầm trọng hơn, thì họ sẽ tấn công hay là họ đe dọa tính mạng của mình, thì cái đó gọi là tội phạm thù ghét. Và tội phạm thù ghét được xem như là giống như là vấn đề mà có thể bị truy tố hình sự luôn. Thì thí dụ như bây giờ có quý vị khán giả nào chỉ bị cái là hành vi thù ghét thôi, thì cái đó họ có nên báo cáo không? Và nếu họ báo cáo thì cái người đó có bị... Cảm ơn chị Minh Hà đặt câu hỏi rất hay. Khi mà mình bị người ta có những hành vi thù ghét á, chưa gây nguy hại, mình nên lên tiếng để cảnh báo trường hợp đó, hay là mình thứ nhất mình hạn chế tiếp xúc với cái người mà tấn công mình, cái thứ hai mình nên lên tiếng, hoặc là mình phải báo cáo liền để ngăn chặn những trường hợp đó xảy ra. Xin nhường lời lại cho Thư, tự nhiên biết Thư là làm việc trực tiếp với những người khách hàng mà gọi vào để nhờ giúp đỡ, thì không biết là cái công việc của Thư ảnh hưởng như có liên quan đến vấn đề thù ghét hay là bị discrimination hay không. Xin mời Thư. Cảm ơn anh Chánh. Thật ra là Thư chỉ muốn bổ sung thêm một chút ý của anh Chánh trong cái việc mà thù ghét, thì nó có khá là nhiều cái cấp độ, và cái mà cơ bản nhất là mình nhiều khi mỗi người chúng ta giống như mình không có nhận diện được cái hành vi đó nó là thù ghét, hay là nó là một cái tội ác, hay là nó một cái sự nhục mạ vân vân. Thì cho nên nó là sẵn tiện đây thì tôi cũng muốn giới thiệu luôn với quý vị là hiện tại Echisocao cũng có một cái chương trình liên kết với lại Right to Be để đào tạo giống như là chia sẻ những cái kiến thức liên quan tới những cái hành vi này, và khiến cho quý vị biết cách làm sao để bảo vệ mình hoặc là giúp người khác. Thì cái buổi đào tạo này được gọi là sự can thiệp của người ngoài cuộc, bystander intervention, và Thư là người phụ trách cho cái phần Việt ngữ của chương trình đào tạo này. Thì trở lại cái câu hỏi của anh Chánh đó, là Thư muốn nói thêm á, là ví dụ như vừa rồi, giống như vừa rồi ở bên Ajisoka có giúp một khách hàng cô bị sa thải không hợp lý. Thì có nhiều người sẽ nói là cái đó thì nó liên quan tới cái employment thôi, nó chỉ liên quan tới cái việc thuê mướn lao động thôi, nó có thù ghét không. Và nó có nhiều cái yếu tố dẫn tới cái việc mà tại sao là các luật sư ở bên văn phòng Ajisoka xác định nó là một cái tội ác thù ghét. Và do đó họ đã giúp cô tư vấn và hướng dẫn cho cô cách làm những cái khiếu nại, khiếu kiện, và thậm chí là đòi bồi thường. Và có lẽ là quý vị không biết là hiện tại Cali mình nó có một cái trang web một kêu là Cal VCB, có nghĩa là cái California Victim Compensation Board. Và nếu như xác định được cái trường hợp của mình đó là thuộc nằm trong cái nhóm mà tội ác thù ghét á, thì chúng ta có thể làm một cái khiếu nại và có thể đòi bồi thường từ tiểu bang, và tiểu bang sẽ giúp cho mình có được những người nào mà những nạn nhân nào mà đã bị thương nặng nề về thể chất, đã báo cảnh sát, không có cái mối liên hệ gì đối với cái hung thủ á,
thì sẽ nhận được cái bồi thường thỏa đáng. Dạ, thì bây giờ nếu Minh Hà nhờ anh William Chánh nói rõ thêm là thí dụ như là mình đang nói về SoCal, tức là Southern California, là ở miền Nam Cali thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà các quý vị khán giả ở những tiểu bang khác, những nơi khác, họ muốn được giúp đỡ thì họ có thể gọi đến số gì và họ có sẽ được giúp đỡ hay không? Cảm ơn chị Minh Hà. Thứ nhất là William Chánh Trần muốn nhấn mạnh là tổ chức Hiệp hội Phát huy Công lý cho Người Mỹ gốc Á tại miền Nam California. Nếu quý vị nghe cái tên, quý vị cũng thấy là tổ chức chúng tôi tập trung giúp đỡ những người, ưu tiên giúp đỡ những người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa hay là người dân các đảo Thái Bình Dương. Tuy nhiên chúng tôi giúp đỡ những người mà cần sự trợ giúp, là những người mà có thu nhập thấp hay là những người bị yếu thế về vấn đề ngôn ngữ tiếng Anh, chúng tôi vẫn giúp đỡ hết, nhưng mà ưu tiên cho những người gốc Á sinh sống tại miền Nam California. Tại vì chúng tôi có hai cái văn phòng, một văn phòng tại Los Angeles và văn phòng tại Orange County, mà là ở trên đường Catella, thành phố Anaheim, rất gần với khu Little Sài Gòn. Thì trong tổ chức chúng tôi có 8 ngôn ngữ mà châu Á, mà khi tổ chức chúng tôi khác những cái nơi khác á, là chúng tôi có cái đội ngũ nói bilingual, có nghĩa là nói hai ngôn ngữ, là thí dụ tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Ấn Độ, tiếng Khmer, tiếng Thái, tiếng Philippines và tiếng Anh là dĩ nhiên. Đặc biệt là trong tổ chức chúng tôi có một cái nhân viên nói được tiếng Thái, và hầu như là tất cả những người mà nói tiếng Thái trên toàn nước Mỹ đều gọi vào, tại vì họ được giúp đỡ và họ đồn với nhau. Họ đồn với nhau, họ gọi vào. Thì mặc dù là chúng tôi có trụ sở tại miền Nam California, tuy nhiên chúng tôi vẫn có những cái partner, những cái liên kết ở những cái khu vực khác. Thí dụ trên phía Bắc ở Sacramento, ở San Francisco, ở Chicago, ở Washington DC, ở Atlanta, là có những cái chi nhánh giống như là partner của AT SoCal giúp đỡ. Và đặc biệt nếu trường hợp mà có những cái, giả sử như là nạn nhân của thù ghét mà qua cái sự việc mà tội phạm thù ghét đâm ra đưa họ đến vấn đề bị tâm thần, thì chúng tôi có những cái network giới thiệu những cái nơi mà mental health center để giúp đỡ chữa trị về tâm thần cho những nạn nhân đó. Và chúng tôi có một network trên toàn Hoa Kỳ luôn, chứ không phải tại miền Nam California only. Vậy là vậy là chương trình của anh của AJ SoCal là giúp đỡ được rất là nhiều dịch vụ, và tất cả là miễn phí anh. Câu hỏi hay, xin nhường lại cho Thư để nói về vấn đề này. Cảm ơn anh Chánh. Trước hết là cảm ơn chị cho câu hỏi đó, và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là thực sự mà nói là bọn tôi rất là tự hào để nói rằng chỉ duy nhất AJ SoCal có các đường dây ngôn ngữ Á Châu và có thể sử dụng để nói chuyện trực tiếp với quý vị từ 10 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều mỗi ngày thứ hai cho tới thứ sáu. Cái giờ đó là giờ giống như là live California phải không ạ? Dạ đúng rồi, giờ California. Nó live có nghĩa là lúc đó là giờ mọi người vô ngồi đó, là và quý vị nào mà gọi điện thoại lên và cần sự trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình á, thì cứ việc mạnh dạn gọi lên theo các số điện thoại của AJ SoCal. Thì Minh Hà xin cảm ơn anh Chánh và chị Thư. Mình tạm ngưng trong chốc lát để cho mời quý vị khán giả theo dõi chương trình, theo dõi cái phần thông tin thương mại của đài SBTN, và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ, Minh Hà xin mời quý vị khán giả trở lại với chương trình Để Sống Hạnh Phúc, với phần nói chuyện với anh Chánh Trần và chị Thư Hà. Dạ, xin mời chị tiếp tục nói về dịch vụ mà trả lời điện thoại live, hotline cho quý vị khán giả biết. Giống như tôi chỉ muốn nhắc lại là từ 10 giờ sáng cho tới 3 giờ trưa mỗi ngày thứ hai cho tới thứ sáu thì tất cả các đường dây ngôn ngữ của AJ SoCal bắt đầu hoạt động.
trực tuyến và trực tiếp, có nghĩa là khi mà quý vị gọi điện thoại vào là quý vị sẽ gặp được người thật nói cái ngôn ngữ của mình chứ không phải là máy. Tuy nhiên ngoài cái giờ làm việc không có nghĩa là quý vị không thể gọi cho HSO Cao. Nếu mà trường hợp ngoài giờ làm việc quý vị cứ gọi vào và để lại cái lời nhắn thoại với tên của mình, cái vấn đề mà mình đang cần giúp đỡ và cái số điện thoại của mình, thì chắc chắn là bên văn phòng HSO Cao sẽ gọi điện thoại lại cho quý vị. Và những cái dịch vụ mà HSO Cao có thể cung cấp cho cộng đồng bao gồm là tư vấn pháp lý. Và quý vị có thể được nhận được sự tư vấn trực tiếp từ luật sư và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, trong những cái tình huống đặc biệt hoặc là thỏa điều kiện thì và phù hợp với lịch làm việc của luật sư thì chúng tôi cũng có thể cung cấp sự đại diện pháp lý cho quý vị. Có nghĩa là luật sư sẽ phụ trách cái hồ sơ của quý vị và là người đại diện cho quý vị, giúp cho những cái thủ tục tố tụng của quý vị hoàn tất. Dạ, cảm ơn chị Thư. Thì bây giờ Minh Hà xin hỏi là xin chị Thư và anh Chánh chia sẻ là với quý vị khán giả là làm thế nào để đề phòng những cái hành vi ghét, thù ghét và những cái tội phạm thù ghét mà xảy đến với mình đó. Dạ. Thật ra nếu mà nói là đề phòng thì cũng hơi là khó, tại vì cái đó nằm ở phía đối phương rồi, mình không có kiểm soát được cái suy nghĩ và cái hành vi của người ta. Tuy nhiên mình có thể nhận biết những cái khái niệm, những cái hành vi đó nó nằm ở trong cái nhóm là thù ghét hoặc là như thế nào, và sau đó mình khi mà nhận diện được rồi thì mình sẽ có những cái phương thức để có thể bảo vệ mình và có thể giúp đỡ những người khác trong cộng đồng. William Chính Trần muốn bổ sung thêm, cảm ơn chị đặt câu hỏi rất hay, là vấn đề đề phòng. Thật ra là nếu mà mình hạn chế những cái tình huống xấu xảy ra thì vẫn có lợi cho mình. Hy vọng là các quý vị đang xem đài là William muốn nhấn mạnh là những, đặc biệt là những quý vị cao niên hay là những người phụ nữ, mà đặc biệt các chị em đang làm việc trong ngành nail. Tại vì mình biết rồi, làm việc trong cái ngành thẩm mỹ là mình là phụ nữ, thứ nhất là mình bị yếu thế nè. Yeah. Hay là những người từ Việt Nam mới qua là mình vì vấn đề mưu sinh mình phải vào, mình lấy cái license liền, mình đi làm liền. Thì tiếng Anh chưa rành, rồi luật pháp cũng chưa rành, lái xe cũng chưa rành, rồi cái văn hóa cũng chưa hiểu rõ về Hoa Kỳ. Và đặc biệt là khi mình đi làm là mình đi làm sớm mà về muộn, và mình có tiền mặt. Thì những cái vấn đề mà quan trọng William muốn nhấn mạnh, thí dụ mà tại sao mình đề phòng những trường hợp xảy ra là như vậy nè. Thí dụ mình đi làm việc trong một cái tiệm thẩm mỹ, mình đi về vô tình William thấy hoài các chị về, mà nếu mà mình vào mùa đông thường thường 5 giờ là tối rồi, thì các chị thường hay lấy tiền ra đếm, vừa đi vừa đếm. Wow, yeah, yeah. Hay là mới vừa bước tiệm nail rồi cái giỏ thì mang cái giỏ Gucci, LV làm rất tiền lẻ vô. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình ở ngoài mình nhìn vô, mình thật sự có thể là 5-7 đồng hay là 20 Mỹ Kim là nhiều. Nhưng mà thấy một đống tiền, một cọc tiền là tiền lẻ không, thì tự nhiên nảy sinh cái vấn đề mà mình có thể nghĩ là họ ganh tị, họ thù ghét mình. Tại vì tại sao mình không rành tiếng Anh, mình ở một cái xứ sở mới qua, mình lại có nhiều tiền, thí dụ mình gây cái sự thù ghét trong lòng. Và nếu mà họ cứ lặp đi lặp lại, họ thấy cái hình ảnh nó hoài, hoặc thậm chí họ thấy mình lái chiếc xe Lexus nữa, thì đâm ra cái sự thù ghét đó sẽ nảy sinh cái tội phạm thù ghét. Họ có thể tấn công mình. Có thể là họ không cướp, nhưng mà họ ghét mình, họ có thể đập phá xe mình, họ phun nước bọt vào xe mình, hay là họ xô mình, thí dụ vậy. Đó là mình hạn chế những vấn đề đó. Đó là một cái ví dụ. Cảm ơn anh. Dạ thì bây giờ xin mời anh Chánh và chị Thư nói về là làm thế nào để nếu mà quý vị khán giả của mình bị hành vi thù ghét hay là tội phạm thù ghét, thì làm thế nào để báo cáo và tại sao lại nên báo cáo. Vâng. Thư nói trước thì có gì anh William sẽ bổ sung tiếp. Vâng. Cảm ơn anh. Thực ra khi mà mình nếu như vậy nè, cái thói quen của người Á Châu mình là khi có một những cái vụ việc như vậy xảy ra, không hay xảy ra, thì mình hay kiểu là túc khoai xấu che. Mình không có nói, là tại vì sợ là nhiều khi người ta xì xầm hoặc là dè bỉu hoặc là nói gì đó về mình không có hay. Nhưng mà thực ra cái hành động đó lại giống như là mình vô tình làm cho sự việc nó sẽ càng ngày càng căng thẳng hơn. Và các vụ việc, tại vì sao mình không, khi mà mình không có lên tiếng thì không phải tất cả mọi người đều biết.
Và khi mà mọi người không biết thì cái đó nó không có thành một cái vụ việc chấn động, hoặc là nó không kiểu như nó không có gây ra một cái tiếng động, một tiếng vang nào đó để giúp cho chúng ta hả có làm cho nó lan rộng hơn, và như vậy thì tạo được nhiều cái sự chú ý của cộng đồng và của xã hội hơn, và như vậy thì khi mà có nhiều người để ý, có nhiều người lên tiếng á, thì mới có thể cùng chung tay chấm dứt những cái hành động đó. Và giống như là vừa nãy là chúng tôi có chia sẻ thì AJ Soka có liên kết với những đối tác khác, và một trong những cái đối tác mà AJ Soka liên kết trong cái vấn đề này đó là Right to Be và những cái đường dây 211, ví dụ ở LA hoặc là OOC. Và khi mà quý vị gọi điện thoại, có thể gọi điện thoại trực tiếp cho văn phòng AJ Soka, hoặc là lên trên trang web của trang web mà Cali đó, yeah, để mà báo cáo những cái vụ việc đó, có thể gọi trực tiếp cho 211 cũng được, gọi cho AJ Soka cũng được. Có nghĩa là có rất là nhiều phương thức để cho quý vị chúng ta chia sẻ những cái vụ việc xảy ra với mình và tìm kiếm sự trợ giúp, đồng thời là bảo vệ cho bản thân mình và người xung quanh. Dạ, thì cái số hotline mà chị Thư nói đó là khi mà quý vị khán giả mình gọi vào là nói chuyện ngay với người Việt. Dạ, nếu mà quý vị gọi đường dây Việt ngữ 714-477-2958 á, là mình sẽ nói chuyện bằng tiếng Việt. Và những cái đường dây khác á, thì cứ gọi, ví dụ như mình thấy cái đường dây số Chinese á, cái tiếng Hoa thì mình gọi tiếng Hoa thì sẽ nói chuyện với người sử dụng cái ngôn ngữ là Quang Thoại và Quảng Đông. Dạ, thì mình, người Việt mình thì mình cứ gọi ngay vô cái hotline. Dạ, 714-477-2958. Dạ, mà quý vị khán giả ở khắp nước Mỹ cũng có thể vẫn gọi về cái số này được. Dạ vâng, thì giống như đã, chúng tôi đã chia sẻ là quý vị cứ gọi. Tại vì có một số trường hợp quý vị nói là bây giờ tôi không biết gọi số nào, tôi chỉ biết có số điện thoại này, không vấn đề. Dạ, đúng rồi. Quý vị cứ gọi lên AJ Soka và chia sẻ cái vấn đề của mình. Và nếu mà trong trường hợp quý vị nằm ngoài phạm vi phục vụ của nhận dịch vụ của chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm kiếm thông tin. Và cái đó cực kỳ quan trọng, là tại vì có đôi khi á, khi mà tôi nói chuyện với một số quý vị thì họ nói bây giờ tôi cũng không biết kiếm thông tin ở đâu. Dạ, dạ. Cho nên chúng tôi đảm bảo là cái nguồn thông tin mà chúng tôi có là thông tin chính thống và nó phù hợp, hoặc là nó có thể trợ giúp được quý vị ở mức tốt nhất có thể. Dạ, thì bây giờ là từ thứ hai đến thứ sáu 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, dạ, là giờ California. Dạ, đúng. Còn nếu quý vị khán giả ở tiểu bang khác thì mình cứ tính theo cái giờ của California nếu mà mình gọi. Đó là 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Dạ, và anh chị còn có gì cần bổ sung về các dịch vụ miễn phí của AJ Soka không ạ? Vâng, nếu còn thời gian, William muốn nhấn mạnh lại trong trường hợp mà giống như nguy cấp, khi mà bị tấn công mà mình cảm thấy nguy hiểm của mình, nguy hiểm đến tính mạng hay tài sản mình có thể gọi 911. Cái đó là cái tiểu bang Cali hay là các cơ quan chính phủ đều khuyến khích trong trường hợp mà gọi là khẩn cấp emergency. Còn non-emergency mình có thể gọi 211 là cái trường hợp không khẩn cấp để báo cáo sự việc đó. Thì William muốn nhấn mạnh là mình phải lên tiếng, mình phải báo cáo. Mình đừng có nghĩ là cái mình ngại, thậm chí mình không rành về ngôn ngữ, mình vẫn phải báo cáo. Và đó lý do tại sao William muốn lên giới thiệu về tổ chức của chúng tôi là có nhân viên nói tiếng Việt. Thì nếu mà mình không có tự tin vấn đề mình báo cáo bằng tiếng Anh á, thì mình, yeah, có thể gọi chúng tôi. Thì cái nhiệm vụ của chúng tôi á, là giúp quý vị làm báo cáo, dẫn đến cơ quan cảnh sát để làm báo cáo và lấy cái report về vấn đề đó. Thì nếu quý vị lên tiếng, quý vị liên lạc chúng tôi á, thì ngoài những vấn đề mà chúng tôi thiết thực giúp đỡ quý vị, chúng tôi còn liên kết, còn nhờ sự lên tiếng của truyền thông. Ví dụ SBTN là một ví dụ chúng tôi cũng muốn, yeah, lên tiếng để cảnh báo, để phòng ngừa, hoặc là, yeah, nếu sự việc đã xảy ra mình phải báo cáo, nhấn mạnh báo cáo, yeah, yeah, để cho mọi người biết về cái tình trạng này. Dạ, yeah, vâng. Cảm ơn chị Thư và anh Chánh, rất tiếc mình đã hết giờ, thì mình vẫn còn nhiều việc cần chia sẻ về tổ chức AJ Soka, nên mà chương trình Để Sống Hạnh Phúc sẽ mời chị Thư và anh Chánh trở lại vào chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị khán giả và xin mời quý vị khán giả đón xem lần sau với anh Chánh và chị Thư.